Cổ nhân nói một câu rất hay: biết việc ít thì phiền não ít, biết nhiều người thì thị phi nhiều, biết nhiều người quá thì thị phi nhiều. Biết nhiều việc quá phiền não cũng nhiều. Quý vị mỗi ngày xem tivi, mỗi ngày đọc báo chí, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều tin tức, quý vị làm sao mà không sanh phiền não được? Tôi phiền não ít hơn quý vị. Vì sao vậy? Quý vị tìm phiền não, tôi không tìm phiền não. Tôi không xem tivi, tôi không đọc báo chí. Một năm tiết kiệm được không ít tiền, không tốn khoản chi tiêu này. Tôi đối với sự việc trong thế gian này, tôi không hy vọng mình biết. Ngày ngày tôi xem được đều là thiên hạ thái bình, đều vô cùng hoan hỷ. Người ta hỏi tôi hôm nay như thế nào, hôm nay xã hội rất an định, không có việc gì cả. Địa phương nơi tôi cư trú, tôi có thể nhìn thấy được, có thể nghe thấy được. Nơi này không có việc gì, rất tốt, rất bình thường. Một ngày có thể sinh hoạt trong môi trường như vậy, đây gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Một ngày hạnh phúc mỹ mãn, ngày ngày đều như vậy, vậy thì quý vị sẽ hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi. Ngày ngày đọc kinh, sinh hoạt với Phật Bồ Tát, quý vị xem an vui biết bao. Nếu như mỗi ngày sanh phiền não, đó là bất định tụ và tà định tụ. Họ sống cuộc sống với yêu ma quỷ quái, quý vị có thể không đọa lạc được sao? Nghĩ đến không đọa lạc điều không thể rồi. Quý vị tu hành không khỏi bị nhân sự thử thách, môi trường mê hoặc, quý vị không thắng nổi. Bản thân hiểu được, không thắng được thì tôi tránh đi, tôi liền rút lui, cố gắng tiếp xúc ít. Đây chính là trí huệ. Có được định công này, có được trí tuệ này, ngăn cản được là điều có thể. Không có trí tuệ, không có định công, thì thêm một việc không bằng bớt một việc, bớt một việc không bằng không việc gì. Loại trí tuệ này có thể bảo hộ được bản thân.